Là từ Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên viên tư vấn đóng gói tại đonggoitietkiem.vn. Trong video clip này tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cái mẫu túi đang được phân phối bởi đonggoitietkiem.vn, có kích thước rất là lớn. Đây, tôi phải đứng rất là xa đây này. Kích thước là 90 x 1m2, được sản xuất bằng nhựa PE nguyên sinh. Đấy, PE dẻo. Đây, nhựa PE nó sẽ hơi đục đục như này, anh chị em nhìn nhá. Nó sẽ hơi đục đục như này. Đấy. 1 kg túi nhựa PE dẻo 90m2 có khoảng 8 cái. Đấy. 90m2 là ngang miệng túi này. Và ngang đáy này. Ngang miệng túi và ngang đáy này, ngang đáy này là 90cm, và chiều dài túi này. Chiều dài túi này cũng là chiều cao của túi này, anh chị em nhìn này. Đấy, chiều cao túi này là 1m2 này, là 120cm. Đấy. 1 kg có khoảng 8 cái. Thì anh chị em có nhu cầu đặt mua hoặc là nhận báo giá thì cứ gửi tin nhắn vào Zalo tổng đài của kho đồng gói tiết kiệm.vn 0839575757. Tôi xin nhắc lại. Các bạn hãy nhắn tin vào Zalo 0839575757. Các bạn có thể nhắn tin để xin báo giá, nhận báo giá này hoặc là tư vấn này. Thì cứ nhắn tin và chúng tôi nhận được tin nhắn, chúng tôi sẽ inbox lại ngay. Zalo sẽ mở 24/7. Chúng tôi sẽ không kết bạn được, thì các bạn cứ nhắn tin vào và không cần phải kết bạn thì chúng tôi sẽ báo lại cho các bạn luôn. Đấy, rất là lớn này. Anh chị em hãy ấn vào nút subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và ấn nút chuông để được nhận được những video clip tiếp theo review về những cái chiếc túi to khổng lồ của chúng tôi trong những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.